Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Giá thủy sản cập nhật giá nguyên liệu thủy sản tại Đồng Tháp như giá cá tra thịt, cá giống các loại, cá lóc, cá rô, cá điêu hồng, cá sặc rằn, cá thác lát, giá tôm thẻ, tôm càng xanh, giá ít và giá lưng để quý bà con tham khảo. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.